Đánh giá chiếc Lenovo Legion i90 các bạn nhé. Các bạn cũng đã thấy mình lên sóng con Legion 2 Pro rồi. Đó là sản phẩm có camera đặt ở phía bên hông, thò ra và thụt vào. Còn con i90 này sẽ được trang bị con chip nó mạnh hơn, nhưng mà cái mức giá của nó chỉ đắt hơn có khoảng 400k thôi các bạn ạ. i90 nó cũng là một cái nhánh gaming phone của dòng Lenovo. Nó vẫn có những cái tính năng đặc biệt, quan trọng là nó có trong một cái thân hình tương đối nặng. Rồi thì i90 so với cả những dòng sản phẩm đến từ ROG Phone, so với cả những dòng sản phẩm đến từ Black Shark hay Red Magic thì nó sẽ có ưu điểm gì và nhược điểm gì nhá. Anh em đừng quên nhấn nút đăng ký cũng như bật nút chuông để nhận thông tin về video mới nhất nhá. Hiện tại thì một chiếc Legion i90 sẽ có mức giá là dưới 7 cổ, cả phiên bản 12/256GB các bạn nhé. Mình sẽ đi về cái thiết kế đi. Rồi, con này thì thiết kế tương đối đặc biệt này. Và những con gaming phone khác thì thường sẽ không được trang bị kiểu thiết kế như thế này. Ở phía bên hông, chúng ta sẽ thấy hai cái phím trích G cảm ứng. Và nó được làm khá là thanh nhá. Nhưng mà các bạn yên tâm đi, là cái diện tích tiếp xúc của cái phím trích G này thì khá to. Và cũng như là đây là phím nguồn, nhưng mà không được trang bị cái camera selfie đặt đây nữa, mà selfie đã đặt ở phía bên này rồi. Ở phía bên cạnh trái này thì sẽ có hai cái lỗ. Đây sẽ là hai quạt hút vào các bạn nhé. Đấy, Legion i90 có tới hai quạt cơ học cơ. Và đây sẽ là hai quạt thổi ra ở phía đằng sau đây. Các bạn sẽ thấy cam nó sẽ đặt ở đây. Trong khi gần như tất cả những mẫu smartphone ở trên thị trường thì camera nó sẽ đặt ở phía trên này. Một cái chi tiết cũng rất là độc đáo. Vậy nên là khi các bạn cầm để chụp ảnh ấy, nhìn nó dị lắm. Nhìn cái chỗ cam nó chính giữa màn hình luôn các bạn ạ. Rồi thì tại vì sao? Bởi vì đây là dòng sản phẩm Lenovo hướng đến cái sự chơi game, nên là nó hướng đến cái sự theo chiều ngang như thế này, để khi các bạn cầm theo chiều ngang thì nó sẽ không bị chạm vào cam hay là cái gì cả. Cộng với một cái đèn flash, các bạn, cộng với cả đèn RGB được thiết kế đổi màu, các bạn có thể tùy chỉnh màu xanh, màu đỏ, màu cam, màu vàng, rất ấn tượng nha. Và cuối cùng là đèn flash để trợ sáng, nó sẽ bao gồm là hai cái. Ok, và ở phía bên dưới này các bạn sẽ được trang bị một cái cổng Type-C cộng thêm một cổng Type-C ở đây nữa, tổng cộng là hai cổng Type-C. Và hai cổng Type-C này nó sẽ có tốc độ khác nhau. Cụ thể là phía dưới nó sẽ là cổng 2.0, còn bên hông nó sẽ là cổng 3.1. Có nghĩa là bên hông sẽ là cổng Type-C tốc độ cao hơn các bạn nhé. Và ở phía bên hông này các bạn sẽ thấy luôn là hai cái mic, một mic ở dưới này nữa và một mic ở trên đầu nữa. Tổng cộng sản phẩm này có tới là 4 mic. Hầu hết những cái mẫu điện thoại ở trên thị trường 3 mic nó đã là khủng khiếp rồi, mà con này lên tới là 4 mic thì không còn gì để mà nói nữa các bạn ạ. Đây, tăng giảm âm lượng thì ở đây này. Đó. Rồi, tiếp theo là về viền màn hình nhá. Viền màn hình trên chiếc Lenovo Legion i90 nó sẽ khá giống với cả viền màn hình trên ROG Phone. Các bạn xem con ROG Phone 5, ROG Phone 6 nó cũng kiểu như vậy. Có nghĩa chúng ta sẽ có một cái chán và một cái cằm bên cạnh hai viền bezel trái và phải khá mỏng. Viền màn hình này thì đương nhiên không phải là mỏng nhất trên thế giới hay là mỏng nhất trong cái phân khúc giá dưới 7 củ, nhưng mà nó là một cái viền màn hình giúp cho tất cả mọi người khi chơi game thì nó sẽ dễ dàng hơn. Đây, khi các bạn áp má tay vào nó sẽ không bị lẹm vào phía bên trong màn hình quá là nhiều. Ngoài ra thì i90 nó sử dụng một màn hình lên tới là AMOLED, tần số quét là 144Hz, có HDR10+, có độ sáng 1300 nit, và kích thước của nó thì cực kỳ lớn các bạn nhé. Kích thước đường chéo lên tới là 6,92 inch các bạn ạ. Nó gần ngang với cả một chiếc máy tính bảng dạng mini rồi, và nó sẽ theo cái chiều dài nhá, còn chiều rộng của nó thì vừa vừa thôi đấy, để khi mà các bạn cầm bằng một tay thì nó không phải là quá khó khăn. Nhưng mà bản thân nó vẫn là một chiếc điện thoại khá là to và nặng, nó trọng lượng lên tới là 252g cơ, nên là các bạn mà sử dụng bằng một tay thì mình nghĩ là vẫn sẽ khó đấy. Chạm này, chạm đến chữ P nó hơi khó này. Mình thì không phải là người tay to các bạn nhé. Độ phân giải màn hình sẽ là Full HD cộng. Những cái dòng sản phẩm của Legion ấy thì chất lượng hiển thị như thế nào? Đối với cá nhân của mình thì nó khá giống cả ROG Phone. Thực sự là như thế. Khá giống ROG Phone các bạn nhé. Nó không đậm màu, nó không quá tươi. Nó được làm theo tông ấm. Đấy, tông ấm. Chi tiết của nó thì cũng tạm ổn rồi, bởi vì mật độ điểm ảnh cũng khoảng 388 PPI rồi mà. Con Legion i90 này thì hơi tiếc là nó không có jack 3.5 nhá. Đấy, con Duo 2 thì lại có các bạn ạ. Gaming phone Legion i90 sẽ được trang bị hai loa này. Các bạn nhìn rãnh loa của nó cũng hiểu là cái chất âm của cái bọn gaming phone này thuộc dạng là tốt ở trong mức giá. Không chỉ i90 đâu, anh em trải nghiệm ROG Phone 5, ROG Phone 6, Black Shark 5, hay là kể cả những cái chiếc máy như kiểu Red Magic 6, 7
đều sẽ có một chất lượng âm thanh tốt. Gaming phone nó hướng đến cái đối tượng giải trí nhiều nên đương nhiên âm thanh là một cái phần không thể thiếu được. Hình ảnh và âm thanh nó phải đi đôi với nhau các bạn nhé. Con này thì vẫn dùng Google Play một cách hoàn toàn bình thường, không bị chặn đâu. Đấy. Và con chip được trang bị là con chip 8 Gen 1, con chip 7 GPU là 730, chuẩn bộ bên trong là chuẩn 3.1, ở trong này đề hết này, và chuẩn RAM của nó là chuẩn DDR5+. Hơi lạ một chút, bình thường nó sẽ là DDR5 hoặc là DDR5X, trong khi con này là DDR5+. Con chip 8 Gen 1 này thì có hỗ trợ 5G. Hiệu năng trên chiếc Legion i90 nó tốt hay là nó vừa vừa, nó so với cả ROG Phone như thế nào thì mình sẽ lên sóng một cái video test game sau nhé. Bởi vì con này thì bên mình cũng mới về thôi tại cái thời điểm mà quay video. Về cái giao diện của bọn Legion này thì mình thấy nó cũng đơn giản các bạn ạ. Nó cũng không phải là một cái giao diện quá là phức tạp. Và trong cái quá trình mà mình chấm điểm AnTuTu thì máy có khoảng là 1.230.000 điểm, với GPU khoảng tầm là 446.000 điểm. Đấy, đây là những con số tham khảo thôi. Bởi vì AnTuTu bây giờ nó cũng không phải là phần mềm chính thống nữa, chúng ta không thể tải trực tiếp từ CH Play nữa. Nó không còn là một phần mềm kiểu chính thống như hồi xưa thì tải trực tiếp được. Khi mà các bạn vào cái phần mềm AnTuTu ấy, tự khắc cái quạt của chiếc Legion i90 này nó thổi một cách rất khủng khiếp. Nó giống như cả việc các bạn đang sử dụng những con Red Magic vậy. Khi vào bất kỳ một cái phần mềm nào liên quan đến hiệu năng, đấy, nó cũng sẽ thổi vào hút ra rất là mạnh nha. Về cam thì đây nó cũng không phải là một cái điểm gọi là quá đáng ăn tiền của bọn gaming phone được. Ở phía trước chúng ta được trang bị camera selfie độ phân giải là 16 chấm, ở phía sau sẽ là 64 chấm. Đó, và gaming phone mà, nó không có chống rung quang học nha, tiếc đúng không. Và cam còn lại sẽ là cam ultra wide với độ phân giải nó sẽ dừng lại ở cái mức là 13 chấm các bạn nhá. Thực ra 13 chấm của gaming phone thì nó cũng đâu phải là yếu đâu, đúng không. Đây, quay góc rộng này, quay video thì tối đa 4K 60 khung hình luôn, hoặc là 8K 20 khung hình. Đó, thực ra cũng không lạ lẫm đâu, bởi vì con Legion 2 Pro, con đấy nó có cái mức chip yếu hơn mà chúng ta đã quay được 4K và 60 khung hình rồi. Đó. Vân tay thì ở phía bên dưới màn hình các bạn nhé, bọn này thì vân tay quang học. Thêm nữa là chiếc điện thoại này được trang bị cái viên pin nó to hơn với cả chiếc Legion 2 Pro, cụ thể là 5600 mAh. Nhưng mà cái trải nghiệm của mình trên chiếc Legion i90, cái khoảng thời gian mà vừa mới nhận máy như thế này, đó chính là cái lúc mà mình chấm điểm AnTuTu cũng thế thôi. Khi mà các bạn sử dụng bình thường, đấy, xem YouTube này, xem YouTube chẳng hạn, thì pin của nó vẫn ok nhá. Pin của nó vẫn sẽ là một chiếc điện thoại pin đáp ứng đủ. Còn khi mà các bạn sử dụng bất kỳ một cái ứng dụng nào liên quan đến hiệu năng nặng, tự động lúc đấy máy sẽ sử dụng cái hiệu năng rất là khủng ra. Nó bao gồm cả kích hiệu năng ở phía bên trong, bao gồm cả bật quạt cơ học ở chỗ này nữa, để tổng quan lại là hiệu năng nó tốt hơn. Thế nên lúc đó pin của máy nó sẽ sụt tương đối đấy. Đó. Cái này thì anh em nào mà sử dụng qua những con máy gaming phone rồi là chắc cũng hiểu. ROG Phone 5, ROG Phone 6 hay kể cả ROG Phone 7, ROG Phone 8, Red Magic 9 các thứ, mà nếu mà chơi game nặng nó sẽ đem lại cho anh em một cái hiệu năng tốt, nhưng bù lại là nó sẽ hụt pin của anh em nhanh hơn. Đấy, cái con Legion i90 này theo thông báo của nhà sản xuất thì nó chỉ có đúng màu sắc như vậy thôi nhá. Nó là một màu sắc mà xám, và cái phần này là phần màu đen. Đó. Nó là màu sắc tương đối là nam tính các bạn ạ. Các bạn nghĩ sao về chiếc Legion i90 với mức giá dưới 7 củ? Nó chỉ mắc hơn so với cả con Legion 2 Pro là khoảng 400-500.000 đồng thôi. Chip mạnh hơn, pin to hơn, nhưng mà chúng ta bị thiếu một số những công nghệ, ví dụ như không có camera selfie pop-up đặt ở phía bên hông này. Nhưng mà cái đấy thì có anh em thích, có anh em không thích. Nếu anh em thích hay không thích thì cũng comment phía bên dưới nhé, để cho bên mình cùng biết và cũng như anh em khác cùng tham khảo. Tất cả những sản phẩm mình trên tay thì mình đều có bán, có thể nhắn tin qua bên mình ở Facebook, Zalo nha. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.